Dạ Hưng. Ừ, cháu tới nhà chơi hả cháu? Dạ con thưa cô, con mới tới ạ. Dạ. Lý do gì tới nhà bác? Dạ tại vì hôm nay con có hẹn với em Thi. Dạ, nhà bác gái đẹp không à? Đẹp nhất là bác. Dạ. Đó, rồi có hai đứa con gái, đứa Thi, đứa Thư. Dạ. Dạ ba mẹ con đẹp y như ba giọt nước vậy đó. Đứng đó đi. Làm rể đứng đi con. Ngồi chi? Sao gia đình con ở quận 6 hả? Dạ đúng rồi. Chà, quận nhất qua quận 6 cũng hơi xa. Ở quận nhất nó cũng hơi trung tâm. Thành ra nhiều khi đi xa xa đồ gì đó con. Quận 6 đồ gì đó con. Dạ. Hình như cũng lo cho con cái của bác. Cái vấn đề mà đi xa thì không có sao đâu bác. Mỗi ngày con vẫn có thể chở em đi học bình thường. Thì bây giờ con cũng đi làm rồi. Giờ giấc con nó cũng thoải mái chứ không. Con có... làm gì? Dạ bây giờ con đang là nhân viên kinh doanh đó bác. Nhân viên kinh doanh bởi vậy khéo nói quá trời luôn à. Dạ. Bởi vì ngọt ngào quá con gái tôi nó mới rụng nụ phải không? Dạ thôi có, con cũng bình thường như mấy chàng trai khác. Dân xeo buôn bán 24 tuổi có mối tình nào chưa? À, dạ thì nó cũng xa xưa từ thời con đi học cấp 2, cấp 3 rồi chứ. Từ đó tới giờ là con lo công việc chứ con không có quen ai nữa. Ờ vậy là thấy cái chữ an toàn thấy có chút xíu. Ấy mà con gái tôi nó có thêm cái này nữa. Nó thích con trai phải cao. Dạ. Giờ cậu cao mét mấy? Dạ con thì cũng 1m72 rồi bác. Chắc là do tiêu chuẩn của em khi mà em chưa gặp được người phù hợp. Nếu mà em gặp được người phù hợp thì cái vấn đề chiều cao hay là ngoại hình nó chỉ là vấn đề phụ thôi. Quan trọng là em có tình cảm với người đó hoặc là người đó yêu thương em thật lòng, giúp đỡ em được nhiều trong cuộc sống thì cái vấn đề ngoại hình nó cũng chỉ phụ thôi bác. Bác đừng có lo. Thằng buôn bán nói ngọt miệng quá. Nói ngọt miệng bác chịu cho ngồi đó. Kính con, kính con. Kính con gì vậy, ai vậy? Dạ chào bác, con tới đón em Thi đi chơi. Đón em Thi đi chơi. Đón em Thi đi chơi. Trời đất ơi. Dạ. Đứng coi, đứng xem hai đứa đứng gần nhau coi. Trời ơi, 1m8 nó khác chứ 1m72 quá trời nghe. Dạ, giới thiệu với anh lại, tôi là bạn của Thi. Vâng. Anh là người yêu của Thi. Trời ơi, thiệt người yêu cái được liền luôn vậy đó. Bây giờ khuyết của mình là không cao bằng cái anh kế bên. Dạ. Đẹp trai. Vậy cái u là cái gì? Dạ cái ưu điểm của con thì đó là khi con yêu ai con sẽ yêu hết mình, mang cho người đó thực sự rất nhiều hạnh phúc. Có thể con cũng sẽ không giàu bằng anh đây luôn, nhưng mà con rất dốc sức để con đi làm. Tài bị gì vậy? Con nấu ăn. Nấu được hả? Dạ được con. Trời ơi bác thích nấu ăn lắm nha. Tại nhà ba mẹ con bị đẹp quá không ai vô bếp nấu hết trơn. Bị đẹp quá không ai vô bếp nấu hết trơn á. Nếu mà bác không ngại thì một bữa nào đó con tới nhà chơi rồi con sẽ bữa nấu. Bữa nào nữa, bữa nay chứ bữa nào. Dạ rồi. Dì Hai. Ờ biết nấu ăn không? Dì Hai không có, thử thằng nhỏ vậy thôi em. Đây cậu. Ví dụ như giờ sau này là con cháu tôi nó bắt cậu nấu hoài luôn, cậu có làm không? Dạ tất nhiên, tại vì nấu ăn mình trước tiên nó là niềm đam mê của con, mà nấu ăn cho người mình yêu nữa thì là không có vấn đề mà con ngại ngùng mà không làm được hết. Nè, chuyện con đi với gái cậu làm cách nào cho cậu thấy cậu cao lên chứ? Con sẽ nâng cái vị trí của mình ở hiện tại lên, con sẽ cố gắng làm, cố gắng phấn đấu để mình có một vị trí tốt trong xã hội. Thì lúc đó cho dù con có đi với cậu cao hơn con tận 10cm thì cho lúc đó con phải ngước nhìn đúng dạ, không? Đúng rồi. Nói giỡn vậy thôi, chứ quận 6 chứ quận nhất nó cũng gần sạch thà, chạy xe cái qua liền. Thôi thì con gái để lâu cũng giống hũ mắm treo đầu giường. Hở cậu thấy được là tôi thấy được. Em thấy quá được luôn. Quá được nha. Thôi giờ đi chợ mua gì về đây nấu ăn rồi nói chuyện coi sao. Dạ. Tần số tình yêu mùa 2 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.